Xe cảnh sát hả? Đâu cha mẹ xem xe nào. Xe đẹp đâu rồi? Mở. Duy sếp hả? Duy sếp cảnh sát. Trời ơi sếp sao đẹp vậy? Cha mẹ xem nào. Còn xe này là xe gì? Xe cảnh sát. Xe này là xe cảnh sát luôn á. Xe có. Xe tải, xe cứu hỏa. Xe tải, xe cứu hỏa. Có. Yes. Xe... Ok. Đẹp nha. Trời ơi, xe tải này màu gì vậy ta? Hả? Xe cứu thương. Trời ơi, xe cứu thương gì kỳ vậy? Xe cứu thương. Em xe cả gì? Gì hả? Có. Yes. Ơ bố, cô sẽ cần dạy. Xe gì kêu vậy? Xe cảnh sát. Thế xe tàu hỏa nó kêu là sao? Xe tàu hỏa. Tàu lao quá à. Ừ, thế xe ba kêu sao vậy nhỉ? Ủa vậy hả? Trời. Xe tàu hỏa cam. Xe cứu hỏa kêu là sao? Biết. À, xe taxi kêu làm sao? Vùm vùm vùm. À, thế xe máy kêu làm sao? Vùm. À, thế... Xe cảnh sát kêu. À, xe cảnh sát kêu làm sao? Víu à. Thế xe cứu thương kêu làm sao? Víu. Cái này màu gì vậy? Màu vàng. Xe cảnh sát, xe cảnh sát hả? Duy, xe cảnh sát đi. Duy, cái bánh xe này màu gì vậy con? Màu đen. Màu đen hả? Màu đen nè. Đúng rồi. Màu đen. Với cái này màu gì vậy? Màu đen. Đây, cái này đây. Màu đỏ. Màu gì nữa? Màu trắng. Màu gì? Màu trắng. Blue đâu? Blue ra. À. Xe cảnh sát. Đã. Tôi xe cảnh sát đã. Boom. Yeah. Yeah. Cười cái coi. Qua xe tăng. Xe tăng. Xe tăng. Tung.